xử nghệ vẻ đẹp của những ngôi chùa. Xứ Nghệ, trung tâm của hoạt động Phật giáo với những ngôi chùa cổ hiện hữu. Từ hàng ngàn năm trước, Nghệ An là địa phương sớm tiếp nhận văn hóa Phật giáo. Trải qua quá trình lịch sử, Phật giáo đã thấm đẫm trên mảnh đất này, trở thành nét văn hóa độc đáo, sức mạnh tinh thần to lớn cho cư dân Hoan Châu xưa, xứ Nghệ ngày nay. Xứ Nghệ hiện vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi chùa cổ, các hiện vật, di vật quý báu thể hiện sức sống trường tồn của Phật giáo nơi đây. Series chương trình giới thiệu về những ngôi chùa xứ Nghệ, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, xứ Nghệ không chỉ nổi tiếng bởi những danh lam thắng cảnh đẹp mà nơi đây còn được xem là cái nôi của Phật giáo. Tín ngưỡng Phật giáo sâu rộng có ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và nhân dân. Và trong chuỗi hành trình về với đất Phật ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ngôi chùa nổi tiếng trên mảnh đất xứ Nghệ, nằm trên đỉnh núi Đại Huệ thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đó chính là chùa Đại Tuệ, nơi không chỉ chứa đựng những giá trị lịch sử mà còn ẩn chứa những câu chuyện kỳ bí. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo Lê Mai để tìm hiểu. Chùa Đại Tuệ nằm ở độ cao gần 500 mét so với mực nước biển, tọa lạc giữa không gian sơn thủy hữu tình. Nơi đây được xem là một trong những chốn hành hương sở hữu nhiều thắng cảnh bậc nhất của mảnh đất Bắc Trung Bộ. Nằm trên đỉnh núi Thăng Thiên, đỉnh núi cao nhất của dãy núi Đại Huệ, chùa Đại Tuệ được xây dựng bề thế, hùng vĩ giữa núi rừng. Theo sử sách ghi lại, thì núi Đại Huệ nói chung và chùa Đại Tuệ nói riêng từng ghi dấu những lần lưu chân của vua chúa trong các triều đại: vua Mai Hắc Đế, vua Hồ Quý Ly, vua Quang Trung, vua Cảnh Thịnh. Tương truyền, chùa có từ thời vua Mai Hắc Đế đánh quân nhà Đường năm 627 sau Công Nguyên. Tính đến nay, ngôi chùa có lịch sử ngót 1.600 năm. Từ trên đỉnh Thăng Thiên có thể nhìn thấy non nước trùng điệp, thấy được dòng sông Lam thơ mộng, núi Hồng Lĩnh, núi Thiên Nhẫn, ôm trọn vẻ đẹp đầy kiêu hãnh của xứ Nghệ. Đỉnh Thăng Thiên là một trong ba đạo huyệt lớn nhất Việt Nam, mang ý nghĩa địa linh sinh nhân kiệt, trấn giữ quốc gia, mang năng lượng linh khí khiến xã hội yên bình. Người ta gọi là đất quý địa, đây cũng là nơi các nhà sư chọn tu thiền cầu quốc thái dân an. Cái đỉnh núi Đại Huệ xem như là cái rốn của con rồng. Nó tượng trưng, nó cao, tượng trưng như là cái cây bút. Mà trong cái cây bút này thì nó có cái mạch nước nó chảy ngược lên tới đỉnh núi Đại Huệ. Sau đó nó nguyên tắc nó chảy ra hai bên. Cho nên là cái nguồn nước đây đã được Viện Khoa học Công nghệ là xác định đây là nguồn nước rất là quý, gọi là quý thủy. Mà người ta cũng nói rằng là chùa Đại Tuệ nó có một cái đặc biệt ấy, là cây bút này rất cao, cái ngọn núi này rất cao, nhưng mà có mạch nước từ dưới lên trên. Các bậc tiền bối của chúng ta nghiên cứu về phong thủy rất kỹ và đã đặt cho nó tên là cái chùa Đại Tuệ. Trong Phật giáo thì lấy trí tuệ làm cái kim chỉ nam cho cái việc để thành Phật, cho nên tại sao gọi là Phật mẫu Đại Tuệ. Phật mẫu, Phật tức là Đức Phật, mẫu tức là mẹ, Đại Tuệ ở đây tức là đại trí tuệ. Tức là trong nhiều Phật ấy, để trở thành Phật ấy, thì là phải lấy trí tuệ làm kim chỉ nam để mà dẫn dắt con đường lộ trình tu hành đến sự giải thoát thành Phật.
Bên cạnh tòa chính điện là ngôi chùa cổ hay còn gọi là Thảo Am có từ xa xưa, và đây cũng chính là nơi duy nhất trên đất nước Việt Nam thờ Phật mẫu Đại Tuệ. Lịch sử ghi lại nhiều vị vua khi qua Nghệ An đều đến hương viếng rồi lưu lại các sắc phong bia đá cho chùa. Chỉ tiếc rằng qua thời gian, vật đổi sao rời, chùa có giai đoạn bị hư hại, những chứng tích nay đã thất lạc hoặc mất đi. Hiện trong chùa còn lưu giữ tượng rùa đội bia có khắc chữ nho vô cùng quý giá. Đây là cái dấu tích của vua ở thời Hồ Quý Ly. Đây là cái ngôi chùa cổ của chùa Đại Tuệ. Ngày xưa nó chỉ còn, khi chúng tôi về đây nó chỉ còn một gian mà là có lợp mái tranh. Cái bức tường này là cái bức tường còn lưu dấu của thời vua Hồ Quý Ly. Đằng sau cái pho tượng Đức Phật mẫu Đại Tuệ là còn một cái tấm bia ký. Ở trên đấy bây giờ còn ba mấy cái chữ to thì nó còn rất rõ. Nó gọi là bia ký chùa Đại Tuệ, tức là Đại Tuệ tự bia ký. Thì mấy cái chữ to vẫn còn rõ, và ở dưới thì chỉ còn lờ mờ một số cái chữ thôi. Nhưng mà theo các nhà sử học thì nghiên cứu cái tấm bia đấy, nó nói lên cái nội dung là vua Hồ Quý Ly là cái người mà sau khi xây thành hồ nhiều lần không thành công, rồi vua Hồ mới lên trên này lễ cầu xin Đức Phật Mẫu Đại Tuệ phù hộ cho vua Hồ đã xây dựng thành công cái thành hồ, để tỏ lòng tri ân đến Đức Phật Mẫu Đại Tuệ. Và vua cho công chúa, tức là con gái của vua, lên đây trực tiếp chỉ đạo xây dựng cái ngôi chùa này. Cách ngôi chùa cổ không xa là ngôi mộ cổ được đề tên vua Cảnh Thịnh. Ngôi mộ được tạo nên bởi những viên đá tự nhiên từ xa xưa. Về lịch sử ngôi mộ cũng gây nhiều tranh cãi, khi không ai dám khẳng định ngôi mộ có thực sự là nơi an nghỉ của vua Cảnh Thịnh hay không. Xung quanh cái ngôi mộ của vua Cảnh Thịnh này thì cũng có rất nhiều những các cái có những cái suy nghĩ trái chiều nhau. Có những người nói rằng liệu có phải là ngôi mộ này là đích thực là ngôi mộ của vua Cảnh Thịnh không. Nhưng mà thực tế thì theo chính sử thì nói rằng vua Nguyễn Cảnh Thịnh đã bị Nguyễn Ánh đã xử tử. Nhưng mà thực tế thì có theo giả sử và có rất nhiều người dân nói rằng khi đó là có người thay thế chết cho vua Cảnh Thịnh. Rồi vua Cảnh Thịnh là người đã ẩn náu ở trong cái ngôi chùa Đại Tuệ và tu hành ở đây một thời gian, sau đó là vua đã viên tịch tại đây. Cho nên nhân dân ở đây là thường, và nhà chùa thường lấy cái ngày 20 tháng 10 âm lịch hàng năm thì là cái ngày giỗ của vua Cảnh Thịnh, và giỗ cho tất cả các vị vua cũng như là giỗ cho các vị tổ sử tại đây. Cái ngôi mộ này hướng ra cái huyện Hưng Nguyên. Hưng Nguyên chính là cái quê của vua Cảnh Thịnh. Thì như vậy là chúng tôi nghĩ rằng đây chính là cái ngôi mộ của vua Cảnh Thịnh. Một chứng tích quan trọng đánh dấu giai đoạn hình thành chùa đó là giếng thần hay còn gọi là giếng ngọc. Đây là nơi vua Mai Hắc Đế tìm thấy nguồn nước chứng minh cho sự sống có trên đỉnh núi Đại Huệ. Nó ở trên cái độ cao là 400 mét độ cao, nhưng mà cái sâu của cái giếng này chỉ có 1 mét thôi. Nhưng mà không bao giờ thiếu nước. Nhưng cái mùa đầu năm cũng như là mùa thi cử thì bố mẹ các cháu thường dẫn các cháu lên trên này lễ Đức Phật Mẫu Đại Tuệ và lấy cái nước này. Nhiều cháu bảo uống cái nước này về rất may mắn, là thông minh ra rồi có thể học hành và thi cử rất là thuận lợi. Ngoài ý nghĩa tâm linh sâu sắc, những câu chuyện kỳ bí thì chùa Đại Tuệ còn thu hút du khách thập phương bởi kiến trúc độc đáo và hệ thống tượng pháp vô cùng đồ sộ. Chùa được thiết kế dựa trên tư tưởng Tam Thân Phật, với ý nghĩa chùa Hạ đại diện cho Ứng Thân Phật, chùa Trung đại diện cho Báo Thân Phật và chùa Thượng đại diện cho Pháp Thân Phật. Điều đặc biệt là toàn bộ hệ thống tượng pháp được thiết kế bằng ngọc quý và gỗ dâu nguyên khối. Bên cạnh đó, tất cả câu đối đều được viết bằng chữ thuần Việt. Đây là điểm nhấn đặc sắc nhằm tôn vinh nét đẹp và giá trị trường tồn của văn hóa Việt trong dòng chảy văn hóa lịch sử. Ngoài cái việc mà thờ Đức Phật Mẫu Đại Tuệ ra thì còn thờ 10 phương chư Phật,
và chư Đại Bồ Tát, có đại diện cho Thất Phật Thế Tôn này, rồi chư Phật quá khứ và hiện tại cũng như tương lai, các vị Bồ Tát Thánh Tăng cũng như là vị Tổ, đặc biệt ở đây còn thờ tự cả các cái vị Thánh Đế Vương ở tại công viên của nhà chùa nữa. Cho nên tất cả cái hệ thống tượng Pháp đều chế tác bằng cái chất liệu là gỗ dâu nguyên khối và hồng ngọc rất là đặc trưng, là các cái mẫu hành phi côn đối và những các cái hệ thống trang trí bên trong nội viện và ngoại viện bằng chữ thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. Đến nay, công trình kiến trúc chùa Đại Tuệ cũng đang nắm giữ 4 kỷ lục. Quần thể chùa trên núi có hồ nhân tạo với quy mô lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa có hệ thống tượng bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất Việt Nam. Chùa có số lượng câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. Công trình chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất Việt Nam. Không chỉ là ngôi chùa có cảnh quan đẹp và nhiều công trình bề thế, mà chùa Đại Tuệ còn mang trong mình những dấu ấn lịch sử. Đến vãn cảnh chùa, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ vĩ, mà còn hiểu hơn về lịch sử của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, từ một ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi Đại Huệ, chùa Đại Tuệ gắn liền với nhiều thăng trầm, biến đổi của lịch sử qua nhiều thế kỷ, nhưng vẫn khẳng định giá trị tâm linh sâu sắc đối với nhân dân xứ Nghệ nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Chương trình Khám phá Nghệ An kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!